Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, người dân ở huyện Khoái Châu đang rất bức xúc trước tình trạng thời gian qua, tuyến đường tỉnh 377B đi qua xã Dạ Trạch Ông Đình hàng ngày đang bị cày nát. Thực tế cho thấy, mặt nền đường có nhiều ổ gà, ổ voi, mưa thì úng ngập, nắng bụi mù mịt, mỗi khi có xe chạy qua. Nhiều điểm mặt đường bị biến dạng, trơ đá, khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều vị trí lún đất quá sâu, rất khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Nguyên nhân là trong thời gian dài, tình trạng xe chở vật liệu ngoài các bến bãi sông Hồng chạy qua đây nhiều, dẫn đến tình trạng đường bị hư hỏng nặng. Việc xe tải trọng lớn làm hư hỏng đường đã khiến người dân rất bất bình. Để đảm bảo an toàn giao thông, thuận tiện cho việc đi lại và bảo vệ đường bộ, đơn vị quản lý đường bộ cần tu sửa và cơ quan thực thi pháp luật sớm có biện pháp khắc phục, ngăn chặn, xử lý kịp thời xe có trọng tải lớn trên tuyến. Trong đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử phạt 909 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, phạt tiền trên 2,6 tỷ đồng, tạm giữ 299 phương tiện, tước 96 giấy phép lái xe. Thông qua chuyên đề xử lý vi phạm quá tải trọng đã xử lý 174 trường hợp phạt tiền trên 1 tỷ đồng, đã phát hiện xử lý 164 trường hợp vi phạm nồng độ cồn phạt tiền trên 640 triệu đồng. Cùng với đó, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập 11 chốt với mục đích tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, vi phạm các quy định khi tham gia giao thông. Thực hiện việc chỉ đạo của Ủy ban tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, nhất là thời điểm mùa mưa bão, lực lượng thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát Giao thông Đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn giao thông sông nước. Các đội thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường tuyên truyền và kiểm soát việc chấp hành quy định của các phương tiện kinh doanh đường thủy, các bến khách qua sông, thực hiện hiệu quả đồng bộ các biện pháp để phát hiện và xử lý vi phạm về vận tải hành khách, tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện quy định cũng như đảm bảo an toàn cho hành khách, chủ phương tiện, các đơn vị kinh doanh đủ điều kiện và các thuyền viên, người lái phương tiện thủy, chủ bến khách ngang sông nhằm đảm bảo an toàn về phương tiện và an toàn cho hành khách. Trước mùa mưa bão thì chúng tôi đã chuẩn bị phao cứu sinh, rồi là phao cầm tay để cho hành khách đi cho được đảm bảo an toàn. Sau nữa là về bên nhà chờ thì và đường dẫn chúng tôi đường nhà chờ đã làm xong và đường dẫn là cũng tạm thời trong 95% để đảm bảo cho hành khách đi lại. Tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm khá phổ biến như tránh vượt sai quy tắc, chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, trang bị không đủ hoặc không trang bị dụng cụ cứu đắm cứu sinh, vi phạm các quy định an toàn về neo đậu phương tiện, vi phạm về tín hiệu, cụ thể là hành trình vào ban đêm, tín hiệu đèn không đúng theo quy định. Qua công tác tuần tra kiểm soát trên đường thủy nội địa, lực lượng cảnh sát giao thông đã làm việc với phương châm mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền hướng dẫn người tham gia giao thông đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Trước mùa mưa bão, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tuần tra kiểm soát và nhắc nhở tất cả các khu vực tham gia giao thông cũng như là bến bãi bốc hàng hóa để cho an toàn, tránh tai nạn đáng tiếc nhất. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 20 bến khách ngang sông, trên 56 đơn vị kinh doanh bến bãi, kinh doanh vật liệu, cầu cảng bốc xếp hàng hóa. Riêng đối với các phương tiện cảng bến thủy chưa đáp ứng điều kiện về an toàn thì kiên quyết đình chỉ, không cho hoạt động, tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách ngang sông để phục vụ nhân dân đi lại an toàn. Do đó, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở các chủ bến, người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Phóng nhanh vượt ẩu không quan sát là những nguyên nhân chính khiến tai nạn giao thông. Vậy nhưng nhiều người vẫn chủ quan, bất chấp tính mạng. Tình huống sau đây là một ví dụ. Đoạn clip được ghi lại tại một ngã ba trong khu dân cư và có khá đông xe cộ đi lại. Hai bạn nữ điều khiển chiếc xe máy đã di chuyển chậm và xin đường để rẽ sang bên trái. Bất ngờ, ở phía sau, một thanh niên điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, phóng với tốc độ cao lao tới đã đâm vào phần hông xe. Hậu quả khiến cả ba bị ngã xuống đường. Rất may vụ tai nạn không có ai bị thương nặng.
Đây là lời cảnh tỉnh cho mỗi người khi di chuyển tại những ngã ba, ngã tư. Dù đi phương tiện gì cũng cần phải cẩn trọng, giảm tốc độ, chú ý quan sát kỹ phương tiện từ các hướng để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người khác. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.